các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nhá. Để đi quay cảnh robot các cảnh các bạn cùng xem nhé các bạn nhá. Đây là trình hoàn toàn tự động các bạn, tự gắp luôn, gắp và xếp rất là gọn gàng. Các bạn theo dõi video của mình nhá. Thank you.
các bạn nhé, cổng chữ A bằng kẹp bằng thủy lực nhé các bạn nhé, rất là chắc chắn. Trên là chạy bằng động cơ điện ba pha các bạn ạ, tời và động cơ chuyển ngang dọc nhé. Dưới là cái tay kẹp nó bằng thủy lực nhé các bạn nhé, bằng bơm thủy lực. Em cẩu này góc gạch nhé, thay 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 thay